khổ thật đấy. Chờ một tí đi, 9 giờ mới PK nha mọi người, chia sẻ đi mọi người. Em tố do filter em ơi. Vâng. Vâng. Anh em xong rồi đi 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 chút. Bay rồi. Em di chuyển luôn đi. Để xe nhá. Ờ. Chuẩn bị bấm tay nhanh em. Hết nước rồi. Vâng, bạn nhanh Nam nếu bắt mấy quả đi về quả được một cái đâu. Quả góc hẹp như này để chết. Nam kia sao nếu chơi ngay sợ gì? Chiến ngay. Đây đứng chung kiểu anh cùng địa quên anh này. Nào. Chạy. 5 phút nữa. 5 phút nữa. Chia sẻ đi anh em ơi. Nhà nào? Chúc. Chỗ nào chứ ai để biết chúc. Chỗ không. Chỗ cảnh sát giao thông. Cảnh sát giao thông hả? Ừ, cảnh sát giao thông. Chứng tục kìa anh ấy. Từ đôi không nhờ. Không, nó ngay ở trong Trương Mỹ Ai này. Vừa bảo Trương Mỹ Ai xong rồi bảo đông rồi. Mọi người đợi tí để chụp kiểu ảnh nhé. Đúng chiến thuật như cổ thành cho thế mày cầm cho anh cái máy cái anh chụp ảnh cái đừng cầm vào màn bảo chụp thì em chụp anh với anh ấy chơi đều em thế. Ban nhạc còn chơi không chụp ảnh tiếp à ban nào. Ở trên chỗ đang 6 anh ấy chụp cho em idol rồi. Đeo cái túi lên cho lịch sự. Anh mặc kéo đi ra. Anh chụp ảnh yêu anh đi ra. Nộ mà cứ chưa đang thức ở sau không thích. Thôi đi ra. Thôi đừng có bên này. Đấy thôi từ. Thế cả đội mà chụp đi. Đi nữa cả đội. À bên cả đội mình chụp đi. Cả đội mình chụp luôn đi. Ok. Chưa chụp. Đấy, đây, anh em bò mới này. Mới chết được. Đây, bò mới chụp kìa. À, tất cả anh em chụp đi, chụp quả mới đi. Anh chụp riêng một kiểu với idol kìa. Một gái thôi, anh chưa được chụp ảnh ngay đâu. Nghe chụp ảnh mai chứ không kiểu. 9 giờ, mai tôi 1 giờ đã phải dậy. Đây, 10 giờ đã phải dậy rồi. Là các đội mình chụp không? Cả đội mình chụp đi, cả đội mình chụp đi. Mình sẽ là ngồi. Mình sẽ là ngồi, ông nào cao thì đứng. Đây. Đúng đấy. Ngồi đây giữa sân đi. Ờ, thằng quánh qua ở giữa sân đi. Mọi người đợi một tí nhá. 3 phút nữa cơ. Đấy, idol có đi uống bia à? Nhanh đi, nhanh có. Đi. Có. Mẹ ông uống bia chặt chân coca. Đạt đi về đi. Mẹ đang tắm đông. Anh quán để về đây. Đông thế. Nhanh lên. Rồi. Lại chi tích. Ủa ôi. Đặt coi cầm cho anh để anh chụp ảnh với đội cái. Ờ, 3 phút nữa đi cây thôi. Hello mọi người. Đấy, mình đã đặt còi nha anh em, quá phốt lâu đặt còi. Một hàng ngồi đi, một hàng. Thank you. Em cảm ơn. Đây, lúc này anh Đạt đang check in mọi người ạ. Mọi người chụp ảnh mọi người ơi. Mọi người chụp ảnh nhá. Mọi người chụp ảnh nhá. Sát sát lên một tí. Mọi người chụp ảnh nhá. Hàng sau thích bên này một tí đạn. Tuấn đi đón anh Đạt à? Nào chú đây. Ấy, nhờ tí nào. Đi ra, đi ra. Nhanh nhanh đi. Mọi người chụp ảnh mọi người ơi. Chưa chưa từ từ. Đấy. 1, 2, 3 này. Ok. Cảm ơn Mi, thank you Mi. Ok. Bao nhiêu phút nữa? 9 giờ anh nhỉ? Mấy phút nữa? 9 giờ 30. Đi thôi, đi thôi. Được rồi, đi thôi. Anh đã xong rồi. Đã xong rồi. Em vào thêm tí nữa, bọn anh đi về đi ngủ rồi đâu nữa. Đi đi, đi thôi, đi thôi. Đi đi, đi ăn. Anh ơi, cái ơi, cho chị chữ ký. Khổ lắm. Đạt coi mày ký của anh rồi. Đâu ký vào đâu? Đấy, em. Em nữa. Đây, đây, đây. Anh...
Đây đây. Bên kia. Này mình cần chúng nó đi. Anh ký vớt số. Đây mọi người ơi, mọi người nhìn thấy chưa? Đấy, toàn các fan, toàn các fan nhỏ đấy mọi người ạ. Sướng chưa? Giờ này là ký cho các cháu đây. Rồi, được rồi. Từ từ. Mọi người đợi một xíu nữa nha, là PK rồi. Em ơi. Rồi. Thank you. Nào ra đây, để quay phim chụp ảnh nha. Rồi, thằng này ra đây. Đấy, chưa? Cháu đẹp trai luôn. Ok. Nó xem mẹ bánh không? Không. Thằng này áo xanh đây, nó xanh ký cái gì? Ký vào cổ nó ấy anh. Ký vào cổ nó. Đây. Đây. Mọi người chia sẻ live stream mọi người ơi. Chia sẻ live stream đi để chuẩn bị PK rồi mọi người. Có nhà để hôm khác nhá, bây giờ chúng phải đúng không? Đi thôi. Ui, đây.